Một vấn đề nữa là bị cáo ao ước là khi mà sớm trở về hòa đồng nhập với cộng đồng để có thể mà tiếp tục công việc ngành y mình mơ ước. Sư sáng nay mẹ bị cáo nói là ba con cho con ăn học để làm bác sĩ chứ không làm quản lý. Tại ba nói rồi không đi làm quản lý, làm bác sĩ thôi. Bị cáo cũng đau lòng khi mẹ nói như vậy. Rất mong muốn hội đồng cũng trong chính sách bị cáo không biết, nhưng mà có thể sau khi mà chấp hành án xong thì có thể mà về hành nghề được. Bị cáo cũng mong muốn là việc giảng dạy vân vân để mà cần những trong thời gian một người bị cáo là tốt nghiệp, bị cáo làm tiến sĩ để một năm rồi làm phó giáo sư, làm rất nhiều, nhưng mà trong thời gian xem xét thì bị bắt tiêu cực. Để làm chi? Để mong tiếp được có đứng dưới giảng đường để mà những cái kinh nghiệm của mình có thể mà truyền dạy. Cũng mong hội đồng xét xử xem xét thi lượng hình. Một người ở tại phiên tòa này thì qua phiên tòa này bị cáo cũng gửi đến cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi với người dân ở trên địa bàn khu Đức, vì đối với xấu hổ, cảm thấy có lỗi với nhân viên bệnh viện khu Đức, bị giáo đã quản lý không tốt để xảy ra những sai phạm này. Bị cáo cũng xin gửi lời xin lỗi đến người dân, đến nhân viên và mong muốn được sớm có thể hòa nhập với cộng đồng để có thể mà chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin hết.